Chào tất cả các bạn. Chào buổi sáng tất cả các em. Chào mừng các em trở lại với chiến dịch giải mã biện pháp tu từ cùng với chị nhé. Và buổi hôm nay là buổi học thứ 3 rồi. Chúng ta sẽ cùng với nhau đi tiếp tục giải mã một biện pháp nữa. Đó chính là biện pháp ẩn dụ. Bạn nào vào học rồi nhanh chóng điểm danh cùng chị nhá. Các em có thể bình luận lời chào đến chị ở dưới phần bình luận luôn, để chúng ta biết được và cũng để chị biết được là có những bạn nào đang xem. Ok, xin chào Hoài Tâm. Xin chào Hồng Bùi, xin chào các em. Những bạn nhỏ dậy rất là đúng giờ đúng không? Rồi, buổi hôm nay sau khi mà hai buổi vừa qua chúng ta đã học xong về so sánh này, nhân hóa này, đúng không? Thì buổi hôm nay chúng ta sẽ đến với một biện pháp sẽ khó hơn một chút xíu. Đó chính là biện pháp ẩn dụ các em nhé. Rồi, chúng ta sẽ đến với biện pháp ẩn dụ. Ok, biện pháp ẩn dụ. Các bạn đã vào đông đủ chưa nào? Đợi thêm một chút xíu nữa nhé. Đợi thêm một chút xíu nữa để chúng mình vào học đầy đủ hơn. Đối với biện pháp ẩn dụ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu thật là chi tiết này, thật là đầy đủ từ khái niệm, đặc điểm, phân loại, rồi đến tác dụng, chức năng, và chúng ta sẽ áp dụng vào những đoạn thơ hay là vào những cái tác phẩm cụ thể chúng ta được học trong chương trình, để xem là từ kiến thức về ẩn dụ như vậy ta sẽ phân tích được tác phẩm như thế nào nhá. Ok. Rồi, xin chào các bạn. Nhớ mở sách vở ra học cùng với chị, ok chưa? Xin chào Gia Hân, xin chào Trinh Nguyễn, xin chào các bạn. Đó, gọi các bạn của mình vào học nhá. Chị thấy bích chân rồi này. Rồi, rất là tốt. Ok. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu nhá. Đối với biện pháp ẩn dụ, trước tiên chúng ta vẫn cần phải nắm được khái niệm và đặc điểm. Ok chưa? Thế thì về mặt khái niệm, một cách phát biểu một cách đầy đủ thì biện pháp ẩn dụ là biện pháp mà gọi tên sự vật này bằng tên sự vật kia có nét tương đồng với nhau. Được không? Tức nghĩa là gọi tên sự vật A bằng tên của sự vật B. Nhưng trong đó dựa vào trong khái niệm thì chúng ta biết A và B trước tiên là nó có sự tương đồng với nhau. Tương đồng. Đúng không? Thế nhưng nếu như giữ một cái cấu trúc như thế này thì các em có thấy là giống với biện pháp so sánh không? Giống hoàn toàn với biện pháp so sánh đúng không? Vậy thì nó khác nhau ở đâu? À, ở đây biện pháp ẩn dụ là biện pháp mà gọi tên sự vật A bằng tên của sự vật B, trong đó sự vật A đã bị ẩn đi. Đúng không nào các em? Nhớ, trong đó sự vật A đã bị ẩn đi. Nhớ đấy, nhớ là ở đây chúng ta sẽ phân biệt biện pháp ẩn dụ với biện pháp so sánh bằng cách là gì? Nếu như so sánh cả A và B đều xuất hiện đầy đủ ở trong câu thơ, đúng không? A như B chẳng hạn. Đó, mặt trời xuống biển như hòn lửa. Chúng ta thấy rõ được, xác lập được rõ hai hình ảnh ở đây. Đó chính là hình ảnh mặt trời xuống biển và hình ảnh hòn lửa. Đó, nó có sự tương đồng và cả A và B đều xuất hiện ở trong câu thơ. Thế nhưng, khác với điều đó, thì biện pháp ẩn dụ, mặc dù là cũng gọi tên sự vật A bằng tên của sự vật B và hai sự vật có nét tương đồng, tức nghĩa là nó giống nhau, nhưng ở đó sự vật A đã bị ẩn đi, tức nghĩa là sự vật A nó không xuất hiện ở trong câu thơ, mà chúng ta phải dùng sự liên tưởng này, phải dùng cái mối quan hệ này, phải dùng từ cái sự tương đồng này để mà từ B chúng ta suy được ra A. Các em hình dung ra không? Nhá, để mà đọc lên tác giả chỉ nêu lên mỗi cái hình ảnh B thôi, nhưng qua đó ta có thể suy ra được hình ảnh A là gì dựa trên mối quan hệ tương đồng giữa chúng và dựa trên ngữ cảnh của câu thơ đó. À, được chưa? Các em hình dung ra không? Các bạn đã hình dung ra cái cách này chưa? Các em đã hình dung ra về khái niệm và đây cũng là cái đặc điểm rất là quan trọng của biện pháp ẩn dụ chưa?
Thay vì việc chúng mình cứ học thuộc lòng phần khái niệm thì chị nghĩ là chúng ta viết ra như thế này để hiểu được bản chất nhá. Ok chưa nào? Và nhìn vào đây ta hoàn toàn có thể đọc lại được khái niệm. Biện pháp ẩn dụ là biện pháp mà gọi tên sự vật này bằng tên của sự vật khác mà hai sự vật có quan hệ tương đồng. Được không nào? Chi tiết hơn về mặt bản chất thì ở đó sự vật A đã bị ẩn đi, không được tác giả nhắc đến trực tiếp ở trong câu thơ. Được chưa? Ok chưa? Nhớ ví dụ này. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Chúng ta thấy hình ảnh mặt trời trong lăng rất đỏ, đúng không? Hình ảnh mặt trời trong lăng rất đỏ. Thì ở đây, đây là một hình ảnh không bình thường. Bởi vì trong lăng thì làm sao có được mặt trời. Nhưng chúng ta từ cái sự không bình thường đó và xây dựng dựa trên mối quan hệ tương đồng thì ta thấy được rằng là gì? À, mặt trời trong lăng ở đây là ẩn dụ cho Bác Hồ của chúng ta. Thế thì Bác Hồ là sự vật A nhá. Bác Hồ là A này. Mặt trời trong lăng là B này. Nhưng trong câu thơ đó tác giả có nhắc trực tiếp là Bác Hồ như mặt trời trong lăng không? Không. Đúng không? Tác giả chỉ nhắc đến là ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Đó, hình ảnh của Bác hoàn toàn không xuất hiện trực tiếp, nhưng qua hình ảnh mặt trời trong lăng rất đỏ, về mặt vị trí này, về mặt tính chất này, đúng không? Ở trong lăng là một, thứ hai lại là rất đỏ nữa, thì ta nhận ra được rằng hình ảnh mặt trời ấy là ẩn dụ cho Bác Hồ. Vậy là từ hình ảnh B, ta suy ra được hình ảnh A. Nhớ chưa? Hình dung ra không nào? Rồi, thì đấy là về mặt khái niệm và cũng là đặc điểm quan trọng nhất. Tuy nhiên, kem nhớ thêm một cái nội dung này nữa cho chị. Đó chính là biện pháp ẩn dụ. Là biện pháp so sánh ngầm. Ok chưa? Nhớ, biện pháp ẩn dụ chính là biện pháp so sánh ngầm. Tức nghĩa là gì? Tức nghĩa là A như B, thế nhưng mà A đã bị ẩn đi. Đó, được không nào? Tức nghĩa là A như B. Hai sự vật này giống nhau, đúng không? Ta hoàn toàn có thể, trong quá trình phân tích có thể nêu là A, hình ảnh A giống như hình ảnh B. Đấy, đúng không? Ví dụ như là hình ảnh mặt trời trong lăng rất đỏ cũng giống như, đấy, cũng giống như trái tim của Bác không bao giờ thôi thổn thức lo nghĩ cho nước nhà. Ví dụ như thế, đúng không? Đúng không các em? Nhá, thế nên rằng chúng ta thấy được đây là biện pháp so sánh ngầm. Đó, nó chỉ có mỗi vấn đề là A nó bị ẩn đi thôi. Thế nên rằng khi chúng ta còn đang băn khoăn xem đây có phải là biện pháp ẩn dụ hay không, chúng ta sẽ dùng một cách rất đơn giản là thử dùng cái từ như này này để mà khôi phục mối quan hệ giữa hai đối tượng. Nếu như ta không thể dùng từ như khôi phục được mối quan hệ giữa hai đối tượng đó thì đó không phải là biện pháp ẩn dụ. Các em hình dung ra chưa? Nhá, được không nào? Được chưa? Đấy, thế nên từ khái niệm và đặc điểm như thế này, ta còn rút ra được cái cách để chúng ta xác định biện pháp ẩn dụ nữa cơ. Được chưa? Rồi, thế thì ở đây, để mà chúng ta sẽ nêu ra luôn nhá, chị sẽ hướng dẫn các bạn luôn cái cách xác định này. Cách xác định biện pháp ẩn dụ trong bất kỳ một câu thơ nào, hay là trong bất kỳ một hình ảnh, hay là trong bất kỳ một câu văn nào. Bước 1. Đây là cách mà dựa trên khái niệm và đặc điểm nhé. Bước 1, ta phải tìm thấy được cái nét không bình thường. Được không nào? Nhớ, nhận ra cái điểm bất thường trong nghĩa đen của câu. Đó, ok chưa? Ví dụ đấy, là thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Thì trong lăng làm sao có được mặt trời? Đúng không? Lại còn rất đỏ nữa. Đấy, thế nên là ta thấy được, à ở đây có vấn đề đây. Hình ảnh mặt trời đây là có vấn đề đây. Nếu như bên trên là ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thì đúng, đấy là mặt trời của tự nhiên với sự tuần tự đó của thời gian. Thế nhưng ở đây là mặt trời ở trong lăng, thì trong lăng về mặt nghĩa đen thì không thể có mặt trời được, nên ta nhận thấy đó, nó có cái điểm bất thường rồi đấy. Ok chưa? Sau đó bước số 2 là dựa trên
Thứ nhất là sự tương đồng. Để ta suy ra được, đúng không nào? Để ta suy ra, để ta liên tưởng. Đoán xem là sự vật nào đã bị ẩn đi, tức nghĩa là sự vật A là gì. Được chưa? Nhá. Ok chưa? Dựa trên sự tương đồng. Và thêm cái nữa là dựa trên ngữ cảnh ở trong cái câu đấy. Được chưa nào? Ok nhá, đấy là bước số 2. Ví dụ như là hình ảnh mặt trời trong lăng đấy, chúng ta thấy tương đồng là gì? À, ở đây mặt trời trong lăng rất đỏ. Thứ nhất, mặt trời nó có ý nghĩa là đem lại sự sống cho muôn vật, muôn loài trên trái đất. Thế thì ta thấy, à, bằng cái sự liên tưởng của mình, và ở đây là tác giả còn đang viết một bài thơ khi mà tác giả vào lăng viếng Bác, thì hình ảnh mặt trời đó quả thật là ẩn dụ cho hình ảnh của Bác Hồ, hay cụ thể chính là công lao của Bác, đúng không? Công lao của Bác cũng lớn lao, và nó có ý nghĩa giống như là ý nghĩa của mặt trời đối với muôn vật muôn loài vậy. Được không nào? Ok nhá, chính tinh thần yêu nước này, công lao của Bác, nó đã đem đến lại, góp phần đem đến độc lập tự do cho đất nước, đem đến một cuộc sống hòa bình ấm no cho muôn dân. Đấy, ok chưa? Rồi, thì đấy chính là bước số 2. Và bước số 3 là ta kiểm chứng lại bằng cách là khi đã xác định được A nhá, thì chúng ta sẽ thử là dùng cái A đó và dùng từ như đặt trong mối quan hệ với cái B, xem là nó có phù hợp hay không. Ở đây ta thử đặt mối quan hệ nhá, là công lao của Bác cũng giống như ý nghĩa của mặt trời. Đó, đúng không? Thì chúng ta thấy đó hoàn toàn phù hợp, hoàn toàn hợp lý. Thế nên ta chắc chắn được đây là biện pháp ẩn dụ. Được chưa nào? Nhá, đây là cái các bước để chúng ta xác định. Các em có hình dung ra được các bước này không? Các bạn đã hiểu ra được các bước này chưa? Các em đã hiểu ra được cái bước này chưa? Được không nào? Hình dung ra chưa? Nhá, đây là ba bước cơ bản để mà chúng ta có thể xác định được đó có chính xác là biện pháp ẩn dụ hay không. Rồi, các em có thắc mắc gì không? Các bạn có thắc mắc gì không nào? Rồi, ok nhá, chúng ta chốt là như vậy. Bây giờ chị lấy thêm một cái ví dụ nữa để chúng ta xác định này. Người ta đặt ra câu hỏi là trong câu thơ trong câu thơ mà tác giả Nguyễn Du miêu tả vẻ đẹp của Thúy Vân ý, đó là câu thơ mà khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang. Được chưa? Trong câu thơ hoa cười ngọc thốt đoan trang thì tác giả Nguyễn Du đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Được không nào? Nhớ biện pháp tu từ gì? Ở đây là biện pháp tu từ, nên ta chỉ xét đối với những biện pháp mà so sánh này, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, rồi điệp từ, điệp ngữ, rồi là đảo ngữ, rồi là liệt kê, vân vân. Đấy, đúng không? Chứ chúng ta sẽ không phải là xét đến những cái bút pháp như là bút pháp Tả Cảnh Ngụ Tình, hay là bút pháp Ước Lệ ở đây. Đúng không? Các bạn phải phân biệt nhá. Biện pháp nghệ thuật với cả bút pháp sáng tác là khác nhau. Nhớ chưa? Thế thì một khi đã hỏi đến biện pháp là chúng ta nghĩ ngay đến những biện pháp mà chúng ta đang được học đây. Thế thì câu thơ mà hoa cười ngọc thốt đoan trang, chúng ta đầu tiên nhận thấy được có sự bất thường nhá, là hoa biết cười, rồi ngọc thì biết nói, đúng không? Ngọc thốt mà, ngọc biết nói. À, có điểm bất thường ở đây, đúng không? Có điểm bất thường ở đây, hoa cười ngọc thốt đoan trang. Đấy, điểm bất thường ở đó. Sau đó chúng ta dựa trên cái sự tương đồng, hoa ở đây chắc chắn là ẩn dụ cho một điều gì đấy rồi. Và hoa cười, được không nào? Hành động cười là hành động của khuôn miệng, đúng không? Khuôn miệng của con người mới có thể cười được. Rồi ngọc thốt thì cái giọng nói của con người mới có thể nói ra được. Thế thì ở đây hoa đã ẩn dụ cho khuôn miệng của Thúy Vân, rồi ngọc thì đã ẩn dụ cho giọng nói của nàng. Tiếp tục ta khẳng định lại một lần nữa, dùng hình ảnh mà ta vừa mới liên tưởng đến được, đó chính là hình ảnh của khuôn miệng này, hình ảnh của giọng nói. À, khuôn miệng của Thúy Vân tươi như hoa, đúng không? Giọng nói của Thúy Vân trong trẻo như ngọc, hoàn toàn hợp lý, đúng không? Dùng từ như khôi phục được, thế là ta chắc chắn ở đây tác giả đã dùng biện pháp ẩn dụ rồi đấy.
Được không nào? Ở đây tác giả đã dùng biện pháp ẩn dụ rồi đấy. Rồi nhá, ok. Rồi đó, đấy các bạn hiểu được rồi đấy, hiểu được bản chất của vấn đề rồi đấy. Thế nên đây là ba cái bước mà chị nêu ra một cách tuần tự nhất, để cho bạn nào mà chúng ta chưa chắc chắn xem đây có đúng là biện pháp ẩn dụ hay không thì chúng ta cứ làm đúng theo ba bước này nhá. Rồi, vậy là xuất phát từ khái niệm và đặc điểm, ta có được cách xác định. Và từ việc hiểu được cách xác định như thế, ta sẽ đi đến phần nêu tác dụng nhá. Tác dụng của biện pháp ẩn dụ là gì? Nào, tác dụng của biện pháp ẩn dụ thì chúng ta sẽ có một số những từ khóa như sau. Các em chú ý vào đây nhá, chúng ta sẽ có một số những cái từ khóa như sau. Thứ nhất này, thứ nhất, tại sao tác giả không viết một cách bình thường mà tác giả lại phải mượn một hình ảnh khác để nói về cái hình ảnh mà tác giả đang muốn miêu tả? Đúng không? Ok chưa? Tại sao tác giả không viết một cách bình thường nhỉ? Đó, một khi đã nêu tác dụng ra thì ta phải đặt ra câu hỏi là tác giả làm như vậy để làm gì? Đúng không? Tác giả viết như vậy để làm gì? Thì ở đây chúng ta thấy nhá, thay vì việc là viết một cách trực tiếp ra thì tác giả đã cho bạn đọc cái cơ hội được liên tưởng này, được hình dung này, được kết nối này. Và câu thơ của tác giả khi ấy không chỉ còn một nét nghĩa nữa mà nó có ít nhất là hai nét nghĩa, đúng không? Rất là hàm xúc. Đó, ok chưa nào? Thế nên tác dụng đầu tiên của biện pháp ẩn dụ đó chính là tăng sức hàm xúc, được không nào? Tạo cái tính hàm xúc cho câu thơ. Tạo tính hàm xúc cho hình ảnh hoặc là cho câu thơ, câu văn. Đó, được không, được không? Ok chưa? Được không nào? Hàm xúc là gì? Hàm xúc ở đây tức nghĩa là trong một hình ảnh đấy thôi, nhưng nó hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Đấy, thay vì việc là tác giả cứ viết hết ra và thể hiện một cách trực tiếp thì bây giờ tác giả muốn mượn cái biện pháp ẩn dụ này để bạn đọc có thể hình dung này, để bạn đọc có thể liên tưởng, tưởng tượng và hiểu câu thơ của tác giả với nhiều nét nghĩa khác nhau. Kiểu như là viết một hình ảnh thôi nhưng mà diễn đạt được 2-3 nét ý nghĩa liền ý. Đấy, ok chưa, các em hình dung ra không? Nhớ các bạn hình dung ra không? Hình dung cái sự hàm xúc này chưa? Đó, về mặt ý nghĩa tác dụng đầu tiên của biện pháp ẩn dụ đó chính là tạo tính hàm xúc cho câu thơ, câu văn, khiến cho câu thơ, câu văn ấy chỉ có từng đấy hình ảnh thôi, đúng không? Nhưng nó diễn đạt được rất nhiều những ý nghĩa khác nhau. Được không nào? Ok nhá, đó là tác dụng đầu tiên. Tác dụng thứ hai, nó tăng cái sức gợi cảm cho câu thơ. Được không nào? Tăng sức gợi cảm cho câu thơ. Câu văn. Đó, từ khóa thứ hai là tăng sức gợi cảm. Gợi cảm ở đây là gì? Gợi cảm ở đây là câu thơ ấy nó gợi lên trong lòng bạn đọc những hình dung mới mẻ như thế nào, đúng không? Gợi lên trong lòng bạn đọc những cái hình dung, những tưởng tượng, những liên tưởng, những ý nghĩa sâu xa. Mặc dù chỉ có một hình ảnh thôi nhưng nó chất chứa rất nhiều những ý nghĩa và gợi lên trong lòng bạn đọc nhiều suy tưởng. Đó, ok nhá. Thì đó chính là hai cái tác dụng chính của biện pháp ẩn dụ. Mà khi mà chúng ta phân tích tác dụng, chúng ta hãy để ý đến hai cái từ khóa này. Nhưng cũng giống như biện pháp nhân hóa ấy, là chúng ta phải đặt tất cả những từ khóa này vào trong ngữ cảnh cụ thể để chúng ta biết được là cái tính hàm xúc này là hàm xúc cho những ý nghĩa nào, cái tính gợi cảm này là gợi lên những cảm nghĩ như thế nào trong lòng bạn đọc, được không? Chứ chúng ta không thể nói một cách qua loa, chúng ta không thể nói một cách chung chung đó là ở đây biện pháp ẩn dụ mà được tác giả sử dụng đã tạo tính hàm xúc cho câu thơ này, hay là đã tạo cái tính gợi cảm cho câu thơ này. Nếu như thế thì nó không còn là phân tích tác dụng nữa rồi. Phân tích xong mà người ta vẫn không biết tác dụng của biện pháp đấy là gì, đúng không? Nhớ nhá, là chúng ta phải luôn luôn đặt nó ở trong hoàn cảnh, trong bối cảnh của câu thơ, nhớ chưa? Đó, không được quên cái này đâu nhá. Không biết là hôm qua các bạn làm bài thì các bạn có nhớ cái này không? Để mà phân tích tác dụng của biện pháp nhân hóa và so sánh trong những câu thơ chị cho đấy. Ok chưa? Đó nhá, về mặt tác dụng này, về mặt cách xác định, các em có băn khoăn gì nữa không?
Nào, về mặt tác dụng, về mặt cách xác định thì các em có băn khoăn gì nữa không? Các em còn chỗ nào chưa hiểu liên quan đến biện pháp ẩn dụ nữa không nào? Chúng ta ở đây trong buổi hôm nay chúng ta chỉ nhắc đến biện pháp ẩn dụ thôi nhá. Còn về cách phân biệt thì sau buổi ngày mai, tức nghĩa là khi chúng ta học xong về biện pháp hoán dụ, ta sẽ có được cái nhìn đối sánh giữa hai biện pháp. Và khi ấy chị sẽ giúp các bạn phân biệt hai biện pháp này. Trước tiên các em học đến đâu các em nắm chắc đến đó đã. Không có gì băn khoăn đúng không? Rồi, ok, rất là tốt. Không có gì băn khoăn thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau áp dụng tất cả những kiến thức này để chúng ta phân tích tác dụng của biện pháp ẩn dụ nhá. Được không nào? Rồi, chúng ta sẽ cùng với nhau đi vận dụng. À, trước tiên, trước khi đi vào vận dụng thì hãy cùng với chị chúng ta điểm qua một vài những cái loại nhỏ trong biện pháp ẩn dụ, phân loại nhá. Bởi vì sao? Bởi vì đây cũng là một cái cơ sở để mà chúng ta xác định được đấy. Được không nào? Thì biện pháp ẩn dụ sẽ có một số các loại như sau, tức nghĩa là sẽ được chia ra thành các kiểu như sau. Thứ nhất là ẩn dụ hình thức, là dựa trên cái điểm tương đồng về mặt hình thức để mà xác lập lên biện pháp ẩn dụ, xác lập lên mối quan hệ ẩn dụ. Thứ hai, kiểu thứ hai đó chính là ẩn dụ cách thức. Đó, tức nghĩa là dựa trên cái sự hình thành hoặc là dựa trên cách thức vận động, dựa trên cách thức hoạt động của hai cái đối tượng đấy có điểm tương đồng nên là tác giả đã xác lập nên biện pháp ẩn dụ ở đó. Thứ ba, loại thứ ba đó chính là ẩn dụ phẩm chất. Là sự vật A và sự vật B có những điểm tương đồng về mặt đặc điểm, về mặt phẩm chất. Rồi, và cuối cùng, một biện pháp chúng ta rất hay gặp đó chính là ẩn dụ chuyển đổi cảm giác. Được chưa? Ok chưa? Nhá, thế nên rằng khi mà chúng ta còn băn khoăn thì chúng ta cũng hãy thử xếp cái biện pháp ẩn dụ mà ta còn băn khoăn ấy vào một trong bốn loại này, xem nó có thuộc loại nào hay không. Nếu như nó nằm trong một trong bốn loại này thì chắc chắn đấy là ẩn dụ rồi. Còn nếu ta không thể xếp nổi nó vào một trong bốn loại này thì lại phải suy nghĩ lại đấy, đúng không? Ok chưa? Cái cách phân loại nó cũng là một trong những cơ sở để chúng ta phân biệt ẩn dụ và hoán dụ. Cụ thể như thế nào? Vào buổi học ngày mai chị sẽ hướng dẫn các bạn. Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đi vào vận dụng nhé. Ok chưa? Vận dụng thì đầu tiên hãy cùng với chị chúng ta phân tích ý nghĩa tác dụng của biện pháp ẩn dụ trong câu thơ. Trong câu thơ đó chính là hoa cười ngọc thốt đoan trang. Ok nhá. Rồi, trong câu thơ này, nào, vận dụng đầu tiên, trước tiên là chúng ta phải chỉ ra đã, xác định đã, được chưa? Nhá, chỉ ra biện pháp ẩn dụ. Thì có một cái đặc điểm và có một cái yếu tố chị rất mong các bạn nhớ được khi chúng ta xác định biện pháp ẩn dụ này. Đó chính là, thứ nhất chúng ta phải gọi tên, đúng không? Là biện pháp ẩn dụ. Nhưng ta phải chỉ ra được rõ ràng cả đối tượng A và đối tượng B. Đó, chứ chúng ta không thể nào chỉ nói là ở đây hình ảnh hoa và hình ảnh ngọc là hai hình ảnh ẩn dụ. Nếu như chỉ nói như vậy thì không thể nào rõ được, mà ta phải nêu rõ hoa ẩn dụ cho cái gì, ngọc ẩn dụ cho cái gì. Được không nào? Nhớ, biện pháp ẩn dụ. Trong đó thì hoa ẩn dụ cho khuôn miệng. Rồi, còn ngọc thì ẩn dụ cho giọng nói. Được chưa? Nhá, đó, rồi, đấy là bước đầu tiên. Bước thứ hai ta đi phân tích tác dụng. Bằng cách sử dụng biện pháp ẩn dụ qua hình ảnh là hoa và ngọc, tác giả Nguyễn Du đã gợi tả thành công vẻ đẹp về khuôn miệng, về giọng nói của Thùy Vân. Đúng không? Nhá, Thùy Vân có khuôn miệng cười tươi như hoa. Thùy Vân có khuôn miệng tươi tắn như hoa.
Rồi, có giọng nói trong trẻo. Giọng nói thốt ra trong trẻo như ngọc. Ok nhá. Đó, thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải xác lập được và hình dung ra được, chỉ ra cái ý nghĩa ẩn đằng sau những hình ảnh ẩn dụ đó. Sau đó này, hãy nêu ra những tác dụng với hai từ khóa mà chị đã hướng dẫn, đúng không? Từ khóa đầu tiên là tăng cái tính hàm xúc cho câu thơ. Như vậy, chỉ qua một câu thơ thôi, đúng không? Với hai hình ảnh ẩn dụ, tác giả Nguyễn Du đã gợi tả thành công vẻ đẹp về nhan sắc. À, biện pháp ẩn dụ ấy, biện pháp ẩn dụ hay là hoán dụ ấy thường thì phải là gợi tả nhá, có ý nghĩa trong việc gợi tả, chứ không phải là tả một cách trực tiếp. Bởi vì sao? Bởi vì là qua cái B thì tác giả gọi đến cái A nhá. Thế nên ta sẽ dùng cái động từ là gợi tả. Đó, tác giả đã gợi tả thành công cái gì? Gợi tả thành công vẻ đẹp về nhan sắc. Vẻ đẹp của Thùy Vân. Đúng không? Đặc biệt là tác giả đã dùng những hình ảnh tuyệt đẹp ở trong tự nhiên. Đó, dùng những hình ảnh. Là cái đẹp chuẩn mực trong tự nhiên. Để làm gì? Để gợi tả. Để gợi tả hoặc để thể hiện nhan sắc hoặc là thể hiện vẻ đẹp hoàn hảo. Duyên dáng. Phúc hậu. Của Thùy Vân. Được chưa, được chưa? Ok nhá. Đó, vậy là ta đã thấy được cái tính hàm xúc của câu thơ này là như thế nào rồi. Đúng không? Ừ, là câu thơ này tác giả đã gợi tả được vẻ đẹp của Thùy Vân. Tác giả đã dùng hình ảnh là cái đẹp chuẩn mực trong tự nhiên để thể hiện vẻ đẹp hoàn hảo, duyên dáng và phúc hậu của Thùy Vân. Một câu thơ rất hàm xúc. Đúng không? Một câu thơ rất hàm xúc. Rồi tiếp tục này, câu thơ này nó còn gợi hình gợi cảm. Đúng không? Giúp cho bạn đọc hình dung ra được rõ ràng về vẻ đẹp của Thùy Vân. Và đặc biệt là gì? Là bạn đọc còn cảm nhận được tác giả dành những cái tình cảm rất là trân trọng đối với vẻ đẹp này. Đúng không? Phải trân trọng vẻ đẹp của con người thì tác giả mới dùng những hình ảnh tuyệt mỹ như vậy để miêu tả chứ. Ừ, được không nào? Nhưng đó là cái mà chúng ta nâng lên sau. Còn về mặt cơ bản là các bạn đảm bảo cho chị nhá. Được không nào? Đảm bảo cho chị là chỉ ra được tác dụng về mặt nội dung của biện pháp ẩn dụ là như thế này. Còn tác dụng về mặt nghệ thuật, đó, được không nào? Là giúp cho câu thơ hàm xúc hơn, giúp cho câu thơ tăng tính gợi hình, gợi cảm. Đó, thì đó chính là biện pháp ẩn dụ mà tác giả Nguyễn Du đã sử dụng ở câu thơ này. Các em hình dung ra chưa? Được không nào? Các bạn hình dung ra không? Các bạn hình dung ra không nào? Ồ, chị ơi, bên em mạng bị lag á. Các em xem có ok không? Các bạn khác thì sao? Có vấn đề gì không? Ừ, nếu như mà bạn nào bị lag một chút ý, chúng ta có thể đăng xuất ra hoặc là chúng ta thoát ra, không vào Facebook nữa, sau đó chúng ta vào lại, mở lại thì chị nghĩ là nó sẽ ổn hơn đấy. Rồi, được chưa? Đấy nhá, thì đấy chính là cách mà chị áp dụng, vận dụng những kiến thức mà chúng ta vừa mới tiếp thu được liên quan đến biện pháp ẩn dụ để mà xác định được biện pháp ẩn dụ trong câu thơ này là một. Thứ hai là chúng ta nêu ra được tác dụng của biện pháp ẩn dụ ấy. Tốt nhá. Mạng nhà em khỏe dê. Ok chưa? Các em hình dung ra không? Đấy, vậy là ở đây nhá. Vậy là ở đây chúng ta chưa cần những cái hiểu biết liên quan đến bút pháp ước lệ tượng trưng là như thế nào. Chúng ta chỉ cần dựa trên kiến thức về biện pháp ẩn dụ, biện pháp tu từ thôi, là chúng ta đã có thể phân tích được những câu thơ của Nguyễn Du rồi. Và từ đây này,
Từ đây, được không? Chúng ta thấy được rằng là cái biện pháp ẩn dụ trong đoạn trích chị em Thúy Kiều có sự tương đồng ở chỗ là tác giả dùng những hình ảnh của tự nhiên, cái B ở đây, đúng không? A và B. Thì cái B được nêu lên trong câu thơ chính là những hình ảnh của tự nhiên. Nó mang ý nghĩa chỉ cái đẹp ý, đúng không? Hoa này, ngọc này, rồi lá mai cốt cách tuyết tinh thần này, mai tuyết, rồi mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da, rồi làn thu thủy nét xuân sơn, đúng không? Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh, mây tuyết, rồi lá mai này, rồi ngọc này, hoa này, rồi là gì? Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh này, đúng không? Rồi làn thu thủy, rồi nét xuân sơn, tất cả những cái đó đều là hình ảnh của tự nhiên và nó tượng trưng cho cái đẹp. Đúng không? Là chuẩn mực của cái đẹp. Và cái bị ẩn đi lại là vẻ đẹp của con người. Đó cũng là vẻ đẹp. Ok chưa? Thì đây, từ việc thấy được như thế này thì đây là một bút pháp mà người ta thấy được là rất quen thuộc ở trong văn học trung đại. Và người ta gọi đây là bút pháp ước lệ. Được chưa? Ok nhá. Được không nào? Các em hình dung ra chưa? Đấy, vậy là ở đây chúng ta cứ nghe bút pháp ước lệ là cái gì em thấy lạ lẫm lắm, em chả hiểu là gì cả. Thì thực ra nó là biện pháp ẩn dụ, nhưng biện pháp ẩn dụ ấy là dùng những hình ảnh của tự nhiên, dùng những cái vẻ đẹp của tự nhiên để mà gợi tả vẻ đẹp của con người. Ok chưa? Nhá. Đó. Hình dung ra không nào? Hình dung ra không? Ước lệ là sao? Ước lệ là những cái quy tắc người ta đã thống nhất từ rất là lâu rồi. Người ta cứ chuẩn mực theo như vậy, tức nghĩa là cứ mây, cứ tuyết, rồi cứ hoa, cứ ngọc thì sẽ là những cái tượng trưng cho cái đẹp. Đúng không? Đúng chưa? Nhá, cứ mây, cứ tuyết, rồi là mai, rồi là ngọc, rồi là làn nước mùa thu hay là dáng núi mùa xuân. Tất cả những cái hình ảnh trong thiên nhiên ấy người ta quy ước đã là thể hiện được vẻ đẹp rồi. Đó là những cái gì đẹp nhất ở trong tự nhiên rồi. Và dùng những cái đẹp nhất ở trong tự nhiên ấy để gợi tả vẻ đẹp về nhan sắc hoặc là về phẩm chất của con người thì ấy chính là bút pháp ước lệ. Vậy là khi mà nhắc đến bút pháp ước lệ thì ta cũng tự hiểu được tác giả đã sử dụng biện pháp ẩn dụ. Được chưa? Bút pháp thì là bút pháp ước lệ tượng trưng. Còn biện pháp tu từ chính là biện pháp ẩn dụ. Các em phân biệt nhá. Được chưa? Đấy, vậy là qua đây nhá. Qua đây chị còn đem đến cho các bạn một kiến thức nữa liên quan đến những cái bút pháp quen thuộc trong văn học trung đại. Để các em thấy được rằng là nó cũng giống như cách chúng ta học môn toán ý. Chúng ta cứ đi từ công thức này, chúng ta cứ đi từ những cái cơ bản, rồi chúng ta sẽ suy ra được những cái định luật này, chúng ta sẽ suy ra được những cái công thức mới nữa. Thì ở đây cũng như thế, được không? Chúng ta xuất phát từ kiến thức cơ bản của biện pháp ẩn dụ để ta nhận ra được rằng là gì? Là khi mà tác giả rất hay sử dụng những hình ảnh đẹp ở trong tự nhiên để gợi tả vẻ đẹp của con người thì, được không nào? Cái điều đó đã trở nên rất là quen thuộc trong văn học trung đại, là một bút pháp quen thuộc trong văn học trung đại, và đấy chính là bút pháp ước lệ tượng trưng. Được không? Nào, ăn uống gì ở đây các em? Ăn uống gì ở đây? Tập trung vào đây nào. Các em tập trung vào đây nhá. Các em đã hiểu được chưa? Hiểu được phần này chưa? Đó. Vậy là không chỉ dừng lại ở biện pháp ẩn dụ, mà qua đây ta sẽ có thêm được, hiểu thêm được rất nhiều những cái nội dung khác đấy. Được không nào? Ok chưa? Rồi, hiểu nhá. Tiếp tục này, chị mở rộng ra thêm một chút. Nếu như mà trong đoạn trích Kiều Lầu Ngưng Bích, chúng ta sẽ thấy một loạt đây mà bốn cái cặp câu được mở đầu bằng từ buồn trông. Buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Buồn trông ngọn nước mới xa, hoa trôi man mác biết là về đâu. Buồn trông nội cỏ dầu dầu, chân mây mặt đất một màu xanh xanh. Buồn trông gió cuốn mặt duềnh, ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Ở đây chúng ta thấy này, là ta
tác giả vẽ lên những cái bức tranh về thiên nhiên, đúng không? Hoàn toàn là hình ảnh thiên nhiên. Ta thấy ở đó là cánh buồm thấp thoáng nơi cửa bể chiều hôm này. Ta thấy ở đó là cánh hoa trôi man mác giữa ngọn nước mới xa. Ta thấy ở đó là gì? Ta thấy ở đó là một màu xanh xanh của nội cỏ rộng lớn. Rồi ta thấy ở đó là tiếng sóng ầm ầm kêu gào xung quanh nơi mà Thúy Kiều đang đứng. Hoàn toàn là những hình ảnh của tự nhiên. Nhưng liệu nó có chỉ dừng lại ở việc tác giả đang miêu tả tự nhiên không? Liệu có dừng lại ở việc tác giả chỉ đang miêu tả cảnh ở lầu Ngưng Bích không? Không, đúng không? Bởi vì ta dựa trên đặc điểm của những cảnh ấy thì những cảnh ấy đều thấm đượm nỗi buồn. Và đặc biệt là mỗi cảnh thì đều tượng trưng cho một cái trạng thái cảm xúc, một cái cung bậc cảm xúc khác nhau của nỗi buồn. Ví dụ như là cánh buồm thấp thoáng nơi cửa bể là một sự hoang mang vô định, đúng không? Ok chưa? Thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện mà. Thì nó cũng là một cái sự hoang mang ở trong lòng của Thúy Kiều, không biết là mình sẽ lênh đênh về đâu. Hay là hoa trôi man mác ở giữa dòng nước mới xa, thì nó cũng giống như thân phận của Thúy Kiều, nhỏ bé, mong manh giữa dòng đời có quá nhiều những cái gian ác, những cái bất chắc đang chờ đợi nàng, đúng không? Hay là nội cỏ dầu chân mây mặt đất một màu xanh xanh, một màu của héo úa, một màu của tàn lụi, thì Kiều cũng liên tưởng đến và cảm nhận được đấy chính là cuộc đời của mình. Cuộc đời của nàng bây giờ cũng dường như là dấn càng ngày càng sâu vào những cái bất chắc, vào những cái oan trái, vào những cái đau khổ, đúng không nào? Ok chưa? Và cuối cùng là tiếng sóng ầm ầm nơi mà Kiều đang đứng. Nó như reo gào, đúng không nào? Nó như gọi mời. Đấy, à không phải gọi mời mà nó là như kêu réo. Đó, được không nào? Nó bủa vây xung quanh Thúy Kiều. Thì nó cũng giống như những cái nguy hiểm đang trực chờ nàng vậy. Đó, được chưa? Thế là ở đây tác giả cũng sử dụng biện pháp ẩn dụ để mà qua những cái vẻ đẹp của cảnh vật, đúng không? Qua những cái đặc điểm của cảnh vật để gọi lên tâm trạng của con người. Ừ, được không nào? Thế thì cái B ở đây là hình ảnh của cảnh vật, là hình ảnh của thiên nhiên. Và cái A ở đây là tâm trạng của con người. Thì cái bút pháp ấy, được không? Người ta lại gọi là bút pháp tả cảnh ngụ tình. Đó, được không nào? Ok chưa? Các em thấy không? Nhớ chỉ là kiến thức của biện pháp ẩn dụ thôi, nhưng ta xác lập được nên rất nhiều những bút pháp khác. Nếu như dùng những vẻ đẹp của tự nhiên, những hình ảnh đẹp trong tự nhiên để gợi tả vẻ đẹp của con người đi, thì đấy chính là bút pháp ước lệ tượng trưng. Còn nếu như dùng những hình ảnh của tự nhiên, của thiên nhiên, của cảnh vật để gợi tả lên những cái cung bậc trong tâm trạng của con người, thì đấy lại là bút pháp tả cảnh ngụ tình. Đó, được không nào? Và trong chương trình chúng ta được học, chúng ta sẽ được học những đoạn trích tiêu biểu cho những bút pháp ấy. Nếu như đoạn trích chị em Thúy Kiều là tiêu biểu cho bút pháp ước lệ tượng trưng khi mà tả người, khi mà tác giả tả nhân vật chính diện, thì chúng ta sẽ được học về bút pháp tả cảnh ngụ tình rất là sâu sắc trong đoạn trích Kiều lầu Ngưng Bích đấy. Được không, được không? Ok chưa? Vậy là từ góc độ của biện pháp tu từ thôi mà ta phân tích được rất nhiều những câu thơ mà. Vậy là ta thấy được là bút pháp ước lệ hay là bút pháp tả cảnh ngụ tình, thật ra nó không có gì là khó hết. Mà khi chúng ta hiểu được bản chất của nó rồi thì ta biết, à đây thật ra là biện pháp ẩn dụ đấy. Đây là biện pháp ẩn dụ, còn về mặt bút pháp thì gọi là bút pháp tả cảnh ngụ tình. Ok chưa? Ừ. Nào, các em đang nói chuyện riêng gì đấy? Có tập trung vào đây không? Phần vừa rồi là chị không viết, phần vừa rồi là chị chủ yếu giảng cho các bạn nghe thôi. Nhưng các em có hiểu được không nhở? Các bạn hiểu được không nào? Các em hiểu được chưa? Nào nào, phản hồi cho chị biết. Đó, đúng không, đúng không? Ok nhá. Đấy, thế nên là các bạn có thấy là khi mà chúng mình cứ đi tuần tự như thế, chúng ta sẽ dễ hiểu và dễ nhớ hơn không? Tự chúng ta có thể suy ra được từ những điều mà chúng ta đã học, chứ không phải là phân tích thơ hay là học về kiến thức nền, là hoàn toàn những kiến thức mới chúng ta tiếp thu một cách thụ động khi mà người khác đọc cho chúng ta nghe này, khi mà người khác hướng dẫn chúng ta ghi chép này, đúng không? Mà tự chúng ta phải hiểu được bản chất để mà chúng ta chủ động trong việc ghi nhớ. Đấy cũng là cách mà chị hướng đến, đấy cũng là cái cách mà chị xuất phát từ đó để mà xây dựng và hướng dẫn các bạn tìm hiểu kiến thức nền của các tác phẩm ở trong chương trình. Đúng không? Bởi vì phần kiến thức này là phần kiến thức nó rất là rộng, nó rất là dài. Nên nếu như chúng ta không nắm bắt được cách học dựa trên bản chất như vậy, thì lúc nào chúng ta cũng phải là chạy theo, lúc nào chúng ta cũng phải học thuộc lòng, đúng không? Đó, nó sẽ rất là khó. Và nhỡ đâu đi thi, chúng ta tâm lý không được ổn định, chúng ta lại run quá nên là quên mất một số ý, thì lúc đấy lại rất nguy hiểm.
Chúng ta phải học như thế nào để mà khi đi thi hoặc là khi ở trong bất cứ một trạng thái nào, ta đều có khả năng tự suy ra được, tự xác định được các biện pháp tu từ và dựa trên kiến thức về biện pháp tu từ để xây dựng được nội dung của đoạn thơ đấy. Nhớ chưa, nhớ chưa? Ok nhá. Đó, thế nên rằng là nếu như các em mong muốn là tác phẩm nào chúng ta cũng học một cách chi tiết như vậy, tức nghĩa là xuất phát từ những cái bản chất để xây dựng nên nội dung ý nghĩa, thì các em có thể tham khảo tham gia khóa học VIP 2. Như hôm qua chị hướng dẫn các bạn nhưng mà có một số bạn vẫn còn băn khoăn. Tức nghĩa là sao? Tức nghĩa là khóa học VIP 2 này là một khóa học với cái lộ trình cũng đầy đủ như khóa học VIP 1. Được không? Nhưng mà hiện tại khóa học VIP 1 thì các bạn đã học xong về văn học trung đại rồi. Nên là nếu như bạn nào muốn tham gia thì chị thấy là học lại sẽ khá là khớt. Thế nên chị mới xây dựng và xác định sẽ mở thêm một khóa học VIP 2 nữa để những bạn nào cũng mong muốn học. Được không nào? Cũng mong muốn học một cách toàn diện cả năm, từ kiến thức nghị luận văn học đến kiến thức nghị luận xã hội, rồi kiến thức đọc hiểu, rồi luyện đề nữa, để các bạn có thể tham gia và học lại từ đầu. Được không? Khóa học thì sẽ khai giảng vào tháng 11 đó. Và nếu như chúng mình đăng ký từ bây giờ thì các bạn sẽ được giảm 20% học phí, tức nghĩa là giảm 400.000. Và chúng mình chỉ cần phải đóng là 1.550.000 thôi. Và nếu các em vẫn còn băn khoăn về mặt học phí, có thể trao đổi cùng với chị để chúng ta đăng ký là đóng thành hai đợt cũng không sao hết. Được không? Cũng không sao hết. Nhưng mà mức học phí này không phải là ưu đãi từ đầu đến cuối đâu, mà chỉ ưu đãi cho giai đoạn tháng 8 này thôi các em nhá. Bởi vì chúng ta đăng ký trước, đăng ký sớm thì sẽ lại càng được nhận nhiều ưu đãi. Ừ, được không nào? Đó, ok nhá. Đấy chính là cái cách học mà qua phần chiến dịch này chị cũng mong muốn các bạn hiểu được. Để chúng ta thấy kiến thức nền của các văn bản trong chương trình nó không phải là từ trên trời rơi xuống đâu. Cũng không phải là những cái trang vở chúng ta cứ dở đi dở lại xong rồi cố nhét vào đầu, đúng không? Mà ta hoàn toàn từ đây. Đấy, bây giờ chị sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Chị sẽ đặt ra một cái thử thách nhỏ để xem là các em đã thực chất nắm được cách làm hay chưa. Bây giờ dựa trên nội dung kiến thức về biện pháp ẩn dụ, hãy phân tích cho chị. Đây, được không nào? Hãy phân tích cho chị tác dụng của biện pháp ẩn dụ trong câu thơ sau. Đó là gì? Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng. Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Ok nhá. Rồi, đó, đây là cái câu thơ số 2 mà các bạn hãy bây giờ chúng ta hãy vận dụng những kiến thức về biện pháp ẩn dụ để chúng ta thứ nhất là xác định cho chị biện pháp ẩn dụ thể hiện qua từ ngữ nào, hình ảnh nào, và thứ hai là nêu tác dụng. Ok chưa? Ở đây có những bạn đang ở trong khóa học VIP 1 cũng vào học cùng với chị đúng không? Đó. Khóa học VIP 1 hay là khóa học kiến thức nền thì các bạn đã học xong về văn học trung đại rồi. Thế nên là nếu như bạn nào bây giờ các em đăng ký tham gia thì học lại sẽ khá là khớt, tức nghĩa là phải xem lại các phần video ấy, dài lắm. Rất là dài và rất là nhiều. Thế nên chị nghĩ rằng là mở ra khóa học VIP 2 thì sẽ thuận tiện hơn cho các bạn. Ok chưa? Rồi, bây giờ đầu tiên là xác định hình ảnh mặt trời. Ok em ơi, các em phải nêu rõ nhá, bởi vì sao? Ở đây chúng ta có hai mặt trời, đúng không? Ở đây có hai mặt trời. Thế mặt trời mà các bạn đang nói là mặt trời nào? Các em phải gắn. Nếu như mà các em xác định là mặt trời này thì các em phải nêu là hình ảnh mặt trời đi qua trên lăng. Còn nếu các em xác định là hình ảnh mặt trời bên dưới thì phải là hình ảnh mặt trời trong lăng. Đó. Ừ. Rồi. Ở đây nhá, các em cố gắng diễn đạt giống như là khi chúng ta phân tích thơ luôn. Chúng ta không gọi mặt trời 1 và mặt trời 2, mà chúng ta sẽ sử dụng hình ảnh mặt trời trong lăng hoặc là hình ảnh mặt trời đi qua trên lăng. Bởi vì trong bản văn chúng mình viết làm sao có thể biết là mặt trời 1 và mặt trời 2 được. Đấy là những câu hỏi chúng ta trả lời dạng gạch đầu dòng thôi. Còn đấy là ta đang phân tích thơ luôn đấy, đúng không? Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ để thấy được cái hay cái đẹp của câu thơ này. Thế nên là hãy diễn đạt một cách đầy đủ và cố gắng trau chuốt để chị xem nào. Rồi. Hình ảnh mặt trời chỉ Bác Hồ vĩ đại.
mặt trời trên lăng chỉ bao hồ kính yêu trong lăng nhá. Nào, mặt trời trong lăng chứ mặt trời trên lăng thì lại sai. Hãy dùng đúng những từ ngữ mà tác giả sử dụng, nhớ chưa? Mặt trời trong lăng được ẩn dụ. Ở đây một loạt các bạn chúng ta ai cũng hiểu là mặt trời trong lăng ở đây là để chỉ bác Hồ. Nhưng chúng ta đang nêu là biện pháp gì mà. Thế nên nếu các em không gọi tên được biện pháp ý, nếu như trong quá trình các bạn phân tích, hôm qua chị đã thấy rồi trong bài tập các em nộp, các em rất là chủ quan và các em phân tích tác dụng biện pháp tu từ vẫn đang rất là theo cái cách bản năng của mình ý. Trong khi chị đã hướng dẫn rõ là chúng ta đầu tiên để có được những điểm số đầu tiên thì các bạn phải gọi tên đúng được cái biện pháp đấy đã. Được không? Nhá. Thế nên ở đây chúng ta phải chỉ rõ là mặt trời trong lăng ẩn dụ cho hình ảnh của bác Hồ. Nhớ chưa? Chứ không thể nói là hình ảnh mặt trời trong lăng gọi đến hình ảnh của bác Hồ được. Phải nêu rõ là ẩn dụ cho hình ảnh của bác Hồ. Rồi, ok. Mặt trời trong lăng rất đỏ là nói bác Hồ. Đấy. Được không? Được không? Rất nhiều bạn mắc cái lỗi cơ bản này đấy. Nhớ chưa? Chúng ta phải chỉ rõ là gì? Là mặt trời, hình ảnh mặt trời trong lăng ẩn dụ cho bác Hồ. Rồi, ok. Bác được ví như mặt trời để nói lên công lao to lớn của bác. Rồi, đúng, chính xác đấy. Nhưng phân tích kỹ hơn này, phân tích kỹ hơn thì chúng ta sẽ đặt cái công lao của bác, đúng không nào? Về mặt đây. Đây nhá. Được chưa? Với công lao của bác chúng ta thống nhất như thế đúng không? Với công lao của bác. Thế thì chúng ta phải xây dựng được là tại sao lại giống, đúng không? Giống ở khía cạnh nào? Thì ở đây nó sẽ giống ở khía cạnh thứ nhất, mặt trời thì đem lại sự sống cho muôn loài. Đem lại ánh sáng cho muôn vật muôn loài. Và cũng chính là đem đến sự sống. Đúng không? Ok chưa? Còn công lao của bác thì sao? Ta cũng phải đặt công lao của bác đây này, trong cái suy nghĩ hướng đến là ý nghĩa đối với sự sống của nhân dân, đối với cuộc sống của nhân dân. Thì công lao của bác là bác cũng đã đem lại được một cuộc sống như thế nào? Hòa bình này, đúng không? Ấm no này, một cuộc sống đặc biệt là hạnh phúc, tự do cho nhân dân, đúng không? Cho nhân dân, cuộc sống của nhân dân. Và nếu như bạn nào muốn phân tích kỹ hơn nữa, chúng ta có thể thấy muôn loài không thể sống được nếu thiếu ánh mặt trời. Cũng giống như là dân tộc ta, nhân dân ta cũng không thể có được một cuộc sống hạnh phúc nếu như không có ngày ấy bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước. Nếu như không có ngày ấy bác đã bỏ ra công sức lớn lao để mà gì? Để mà thành lập đảng này, để mà đem đến những cái chiến dịch, để mà xây dựng những cái chiến dịch chiến đấu để đem lại độc lập hòa bình cho dân tộc. Đúng không? Ok nhá, đó thì đấy chính là về bản chất của biện pháp ẩn dụ. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì tác giả còn dùng một tính từ ở đây nữa, rất đỏ. Đó, mặt trời trong lăng rất đỏ. Thế thì ở đây không những hình ảnh mặt trời ẩn dụ cho công lao của bác, mà ta còn thấy hình ảnh mặt trời này phải chăng nó còn ẩn dụ cho trái tim của bác nữa. Một trái tim luôn luôn thổn thức, rất đỏ ở đây là một trái tim vẫn còn đang đập, đúng không nào? Vẫn còn đang ngân dung những cái nhịp đập của trái tim. Đó là một trái tim sẽ không bao giờ thôi thổn thức để mà suy nghĩ, để mà lo nghĩ cho dân tộc. Đúng không nào? Và qua đấy cũng khẳng định cái sức sống của bác nữa. Sức sống của tư tưởng của bác này, sức sống của tình yêu nước của bác đối với nhân dân và đối với dân tộc ta. Rất đỏ, sẽ không bao giờ nguội lạnh cả. Được không nào? Ok chưa? Được chưa? Được chưa? Đấy là về mặt nội dung. Đấy là về mặt nội dung. Còn ý nghĩa nào nữa không? Nó có tác dụng như thế nào về mặt gợi hình, gợi cảm nữa không các em? Hình ảnh ẩn dụ ở đây còn tác dụng nào nữa không? Nào, hình ảnh ẩn dụ ở đây còn tác dụng nào nữa không nhỉ? Bên cạnh việc là khắc họa về công lao của bác, ok, chúng ta cùng thống nhất với nhau là như vậy rồi. Khắc họa về công lao lớn lao của bác này, khắc họa về trái tim luôn thổn thức vì nhân dân, vì dân tộc của bác này. Còn gì nữa không?
Các em thử suy nghĩ xem. Hãy suy nghĩ đến cái từ khóa là gợi hình, gợi cảm. Nào, gợi lên ở đây cái cảm xúc gì đây nhỉ? Có thể hiện cảm xúc gì của tác giả ở đây hay không? Nào, có thể hiện cảm xúc gì của tác giả ở đây hay không? Đây là nội dung về mặt trực tiếp nhá. Tác dụng ý nghĩa về mặt trực tiếp là như vậy. Trực tiếp gợi lên hình ảnh của bác là như thế. Nhưng qua cái việc mà xây dựng và ví công lao của bác giống như vầng thái dương như thế, thì ta còn thấy được thái độ của tác giả như thế nào, tình cảm của tác giả ra làm sao. Đúng rồi đấy, chính xác, chính xác, chính xác. Đấy, chị gọi mở một vài câu hỏi thôi là các bạn trả lời được mà, đúng không? Chính là cảm xúc yêu mến này, kính trọng và biết ơn, đúng không nào? Nhá, là cái tấm lòng của tác giả là kính trọng này, biết ơn. Và tác giả đang muốn dùng những vần thơ của mình để ca ngợi công lao của bác, đúng không? Đó, ok chưa? Đúng không nào? Nhá. Thế nên rằng bây giờ qua cái bài tập này, ta suy ra này, khi mà chúng mình phân tích tác dụng của biện pháp ẩn dụ nhá, ẩn dụ, thì cái bước đầu tiên là chúng ta phải nêu lên được cái ý nghĩa ẩn đằng sau đó luôn, tức nghĩa là ý nghĩa về mặt trực tiếp luôn. Được không nào? Cái nội dung gợi ra là gì? Nội dung này, đối tượng được gợi ra là gì? Và thứ hai cũng đừng quên, đó chính là tình cảm, là cảm xúc của tác giả. Khi sử dụng hình ảnh ẩn dụ đó, đúng không? Ok nhá. Các bạn hình dung ra chưa nào? Đấy, vậy nên là chỉ một biện pháp ẩn dụ thôi mà chúng ta đã có thể viết được cả một đoạn văn khá là dài với rất nhiều ý. Từ việc là tác giả sử dụng hình ảnh mặt trời trong lăng rất đỏ, ẩn dụ cho công lao to lớn của bác, đúng không? Bác đã có cái công lao trong việc xây dựng nền hòa bình này, độc lập, ấm no, hạnh phúc và tự do cho nhân dân, cũng giống như việc mặt trời đem đến ánh sáng của sự sống cho muôn vật muôn loài. Muôn vật muôn loài không thể thiếu được nếu thiếu không thể sống được nếu thiếu đi ánh sáng của mặt trời. Cũng giống như dân tộc ta sẽ không thể có được ngày hôm nay nếu như thiếu đi công lao của bác. Qua đó, được không nào? Qua việc sử dụng hình ảnh ẩn dụ bên cạnh đó, được không nào? Bên cạnh đó thì tính từ rất đỏ đi liền với hình ảnh mặt trời trong lăng còn có phần nhấn mạnh, đúng không nào? Nhấn mạnh cái trái tim luôn thổn thức, luôn luôn hướng về đất nước, về nhân dân của bác. Bác sẽ sống mãi trong lòng dân tộc. Qua việc sử dụng hình ảnh ẩn dụ hàm xúc như vậy, tác giả Viễn Phương đã bộc lộ lòng kính trọng, biết ơn. Qua đây tác giả mong muốn được ca ngợi công lao của bác, đúng không nào? Ca ngợi công lao trời biển của bác khi mà đứng trước lăng bác, đúng không? Khi mà chúng ta kết hợp cùng với cả bối cảnh ở trong đoạn thơ, ta sẽ thấy đây là những dòng cảm xúc, đây là những hình ảnh hiện lên ở trong tâm trí của nhà thơ khi mà tác giả trực tiếp đến thăm lăng bác. Đó, được không nào? Ok nhá. Những hình ảnh rất đẹp, những hình ảnh rất là hoành tráng, những cái hình ảnh vô cùng sâu sắc được sử dụng để gợi tả về công lao của bác Hồ. Đúng không? Ok nhá. Đó, các bạn hình dung ra chưa nào? Các em hình dung ra chưa? Sao thế? Ô sao các bạn mạng cứ bị giật giật à? Những bạn khác thì sao? Có ok không các em? Thật ra là chị không xóa ngay đâu. Chị không xóa phần phát trực tiếp ngay, mà chị sẽ để làm sao các bạn có thể xem lại được một lần nữa. Thế nên rằng là nếu như mà những bạn nào mà mạng bị giật hoặc là có vấn đề về đường truyền ý, chúng ta có thể là xem lại ngay sau khi phần phát trực tiếp này kết thúc nhá. Xem lại luôn, nhớ chưa? Xem lại luôn để chúng ta ghi chép được. Chứ đừng để dành thứ nhất là chị sẽ xóa. Và thứ hai là gì? Là nếu như kiến thức chúng ta không xào lại ngay, kiến thức chúng ta không lật lại ngay, không nắm rõ được ngay ý, thì về sau chúng ta sẽ rất là lười. Chúng ta sẽ không thể có động lực để chúng ta học lại đâu. Được không? Nhớ. Và cái lúc mà chúng ta học lại thì kiến thức nó cũng vơi đi vài phần rồi. Nên là nếu như còn đang băn khoăn về cái gì, tức nghĩa là chúng ta còn đang có cái động lực học, thì hãy học và nắm rõ luôn, chắc chắn luôn cái lúc ấy đi. Nhớ, được không?
Đó, và chị cũng rất mong là gì? Chị cũng xây dựng một cái mục tiêu là trong mỗi buổi học và trong các khóa học, các bạn cũng cố gắng nắm được luôn, nắm chắc luôn kiến thức ngay trong buổi học đó. Vừa ghi chép này, vừa lắng nghe nhá, vừa ghi chép để chúng ta có thể là học một cách kỹ lưỡng nhất. Để giảm thiểu đi cái thời gian các bạn, các em phải học lại, giảm thiểu đi cái thời gian chúng mình phải nhớ ý, giảm thiểu đi cái thời gian chúng mình học thuộc lòng. Ok không? Các bạn cũng cố gắng như vậy nhá, các em cũng cố gắng như vậy, để chúng ta còn phải dành thời gian học các môn học khác nữa, chứ không thể chúng ta học mỗi môn văn, đúng chưa? Rồi, đó nhá, thì đó chính là về biện pháp ẩn dụ. Các bạn đã nắm rõ rồi đúng không? Vậy là nhìn lại này, qua 3 buổi chúng ta đã cùng với nhau đi từ biện pháp so sánh. Rồi chúng ta đã học với nhau về biện pháp nhân hóa này. Đến buổi hôm nay là chúng ta học về biện pháp ẩn dụ. Chị vẫn đang đợi đủ số lượng các bạn điểm danh để chị gửi đến các em tài liệu. Thế nhưng mà tình hình như thế này thì có lẽ rằng là các bạn cứ điểm danh tiếp đi. Đến bao giờ đủ 500 bạn thì chị sẽ gửi luôn trọn bộ tài liệu của chiến dịch này nhá. Được không nào? Ok chưa? Bởi vì là chị cũng không hiểu sao trong nhóm chúng mình đông đảo các bạn như vậy, nhưng các bạn cứ đi đâu hết đi, chẳng vào điểm danh gì cả. Được chưa, nhá. Thế nên rằng cái việc điểm danh nhận tài liệu là chị sẽ xem xét lại trong buổi hôm nay, hoặc là giảm thiểu cái số lượng cần điểm danh đi để nhanh chóng gửi được tài liệu đến cho các em, hoặc là sẽ gộp luôn hai bộ tài liệu phần 1 và tài liệu phần 2 để gửi đến các bạn chọn bộ luôn một thể. Chị sẽ xem xét phần đó, chứ chị cũng chẳng muốn giữ tài liệu làm gì đâu. Được không? Nhá, ok, chị chỉ mong là các bạn tham gia vào chiến dịch thì ít nhất phải có một sự tương tác. Ở đây chưa có buổi nào là đông đủ tất cả các bạn, đúng không? Chắc chắn có những bạn dậy muộn, chắc chắn có những bạn đến bây giờ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra đâu. Được không nào? Thế nhưng mà các bạn đấy vẫn sẽ có cơ hội được nhận tài liệu nếu như chúng mình điểm danh đầy đủ. Thế nên chị sẽ xem xét lại cái việc điểm danh nhận tài liệu. Ok nhá, đó. Và cái thứ hai này là việc làm bài tập của các em. Hôm qua thì chúng ta đã có bài tập đầu tiên rồi, và sau buổi ngày mai chúng ta sẽ có bài tập thứ hai nhá. Bài tập buổi đầu tiên thì các anh chị đang chấm rồi và sẽ cố gắng trong ngày hôm nay nhận xét xong cho các bạn. Các em nộp về và chị đã nhìn qua được tình hình rồi, chị đã đọc qua được các bài của các bạn rồi. Thì như vừa nãy chị chỉ ra đấy, các em sai những cái lỗi rất là cơ bản trong việc là không gọi tên được biện pháp tu từ luôn. Đâu phải là người ta yêu cầu các em nêu tác dụng của biện pháp so sánh thì các em không cần nêu đấy là biện pháp so sánh nữa. Đâu có, đúng không? Bởi vì cái đấy nó là cái tối thiểu. Nếu như không nêu đúng biện pháp so sánh thì người ta sẽ chẳng biết là các em đang phân tích tác dụng của biện pháp gì. Ok chưa? Nhá, được không nào? Đấy, thế nên là từ việc xác định được cái lỗi sai cơ bản như vậy, các bạn phải rút kinh nghiệm ngay trong bài tập số 2 tới đây. Sau buổi học ngày mai, các em sẽ có thêm một bài tập nữa. Vậy là chiến dịch 5 ngày, chúng ta sẽ có một bộ tài liệu đầy đủ này. Chúng ta sẽ có 2 bài tập để được chấm chữa chi tiết. Và đặc biệt, sau buổi học ngày mai, chị sẽ còn đem đến cho các bạn một cái bài thơ mà chị tự sáng tác để chúng ta ghi nhớ dễ hơn về các từ khóa liên quan đến các biện pháp tu từ. Không biết là ở đây đã có bạn nào biết chưa, nhưng bài thơ bài ca tu từ ấy là một bài thơ chị tự sáng tác trong cái khoảnh khắc mà năm ngoái, trước cái buổi phát trực tiếp cho các anh chị 2K6 về biện pháp tu từ, thì chị đặt ra một cái câu hỏi, một cái băn khoăn rất là lớn rằng là làm như thế nào để mà có thể tổng hợp được tất cả các biện pháp tu từ nhưng mà nó không quá dài dòng và cô đọng nhất để cho các bạn có thể nhớ được. Nên là trong vòng 15 phút các em ạ, trong vòng 15 phút lại còn rất là gấp trước buổi phát trực tiếp, thì chị đã ngồi sáng tác được bài thơ đó. Ngày mai chị sẽ đem đến cho các bạn bài thơ đấy và hướng dẫn các bạn cách để chúng ta học theo bài thơ đó để nhớ được về các biện pháp tu từ nhá. Được không? Ok chưa? Đó. Bài ca tu từ đó thì đã được đăng ở trên fanpage học văn chị Hiên cho học cơ sở rồi, nhưng mà đăng khá là lâu rồi, và chị cũng thấy một số các trang khác cũng sử dụng và đăng lại đấy, nhưng mà không ghi rõ nguồn cho lắm. Thì chị khẳng định luôn, đấy là bài thơ mà chị đã rất cố gắng để sáng tác và gửi đến các em. Thì ngày mai chị sẽ hướng dẫn các bạn học theo bài thơ đó nhá. Ok chưa? Sau khi học xong biện pháp hoán dụ này, cách phân biệt hai biện pháp này, và chị sẽ hướng dẫn các bạn học theo bài thơ đấy. Được không nào? Ok nhá. Rồi, đó. Còn đối với những bạn hôm qua, chị cũng nhận được rất nhiều những câu hỏi của các em liên quan đến việc là em muốn xem lại video, tức nghĩa là em muốn nhận cái gói video chọn bộ 5 video trong cái chiến dịch này. Tức nghĩa là gì? Là khi mà chiến dịch kết thúc thì chị sẽ
tải cái phần video mà chị đã phát trực tiếp cùng với các bạn này này lên một cái nền tảng nào đó và sẽ gửi trọn bộ tới các em cả 5 video đó luôn. Thì đây sẽ là phần quà cho những bạn có sở hữu bộ sổ tay văn học, kể cả những bạn đã mua rồi, được không nào? Chỉ cần là các em có sở hữu bộ sổ tay văn học thì nhắn tin về cho chị sẽ gửi đến các em. Thế nhưng mà phải là sau khi kết thúc chiến dịch nhá. Ngay từ bây giờ các bạn nhắn về là chưa có chọn bộ video để gửi đến các em đâu. Sau khi kết thúc chiến dịch thì tất cả các bạn khi mà chúng mình đã có bộ sổ tay rồi thì nhắn tin về cho chị để nhận. Những bạn nào mà chưa có bộ sổ tay thì có thể coi đây là một cái phần quà để chúng ta mua sổ tay để chúng ta có thể được sử dụng. Chúng ta sẽ được tận dụng cái phần quà này nhá. Ok chưa? Ừ, được không nào? Rồi, thì đó là buổi học, nội dung buổi học ngày hôm nay. Rất là cảm ơn các em đã chăm chỉ dậy sớm. Chúng ta đã có 3 ngày liên tiếp rồi đấy. Còn 2 ngày nữa thôi là chiến dịch kết thúc rồi. Mong rằng là 2 ngày sau chị sẽ được gặp nhiều các bạn hơn nữa. Hôm nay là số lượng chị thấy thụt giảm so với hôm qua rồi đấy. Thế là đã có những chiến binh rơi rụng rồi đấy. Để xem là ai sẽ cố gắng được đến cùng nhá. Để xem là ai sẽ xem được trọn bộ cả 5 phần phát trực tiếp cùng với chị đây. Ok chưa, chị sẽ xem xét phần quà để gửi đến cho những bạn mà xem trọn bộ đầy đủ cả 5 phần phát trực tiếp đấy nhá. Được chưa? Rồi, ok, cảm ơn các em rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong buổi sáng ngày mai nhé. Tất cả những cái nội dung liên quan đến việc chúng mình muốn đăng ký tham gia khóa học VIP 2 này hay là chúng mình muốn mua sách thì nhắn tin về cho fanpage cho chị. Nhớ chưa, nhắn tin ngay để chúng ta vẫn còn đang được áp dụng chương trình miễn phí ship thì phải đấy. Được nhá, ok chưa? Rồi, còn bây giờ thì chúng mình chuẩn bị một ngày mới học tập và làm việc đi thôi. Chúc các em sẽ có một ngày mới thật là vui vẻ nhá. Bye bye!